Camera vô tình quay lại 30 tình huống điên rồ không thể tin được đã xảy ra. Xin chào 500 anh em của Nghiện Khám Phá nha. Các bạn ơi, để có được một ngày vui vẻ và thư giãn, mời anh em hãy vào ngay chiếc video này để xem những khoảnh khắc điên rồ, hài hước và trớ trêu nhất của loài người và vạn vật. Vào việc thôi. Thứ nhất, đèn. Thanh niên bấm điện thoại quay tóp tóp thì... Ôi tao quá là mệt mỏi rồi. Chào mày, chiếc điện thoại xếp. Đen thôi, đỏ chưa sơn quý vị ơi. Thứ hai, bậc thầy. Thiệt cả chứ, cho phụ nữ lái xe là một tội ác. Hơi ảo một tí thôi, khúc cuối quá khét luôn. Bậc thầy trí tuệ là đây chứ đâu nữa. Sao không mở rộng cổng ra vậy bà? Thứ ba, nhầm. Cho em ném đầu đấy. Đến lượt anh nè. Ủa. Cũng chỉ như một thói quen thôi mà. Nhầm tí. Thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Xin lỗi được chưa. Thứ tư, trèo chó. Thanh niên thấy có bé chó đứng ở đường liền ra treo em nó liền. Này thì treo à, sắp mạch chưa bé. Thứ năm, trôn nhau. Thanh niên thấy bà cô vẫy rau liền làm theo liền. Quay đều rồi sau 7749 lần cần cho anh đi. Đúng là cao thủ cũng không bằng thủ đoạn mà. Áo Trình. Bạn bị kinh rồi. Thứ sáu, ông già Noel. Ông già Noel này bảo quá trời bảo rồi, lại còn thích chơi hệ bốc đầu, không làm gương cho các cháu nhỏ gì hết. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Thứ bảy, ý thức. Em gái đang nhiệt tình quẩy, cái tự nhiên ngửi được mùi lạ lạ ta. Hình như từ cái nách mình. Trời ơi thôi bỏ ta xuống. 10 điểm ý thức về chỗ. Mời đẻ. Thứ 8, sống ảo. Em gái đặt mông ngồi lên quả bí ngô và... Anh xin lỗi chị, tôi không chịu được cái cân nặng này. Tội quả bí chưa. Thứ 9, sự cố. Cho mua 2 chai bia đi. Ông chú vừa mới đặt 2 chai bia lên mặt kính thì... Trời vỡ toang luôn các bạn. Không biết có phải đền hay không trời. Thách thức cảnh sát nhảy và cái kết. Ok mày, xem tao thể hiện luôn đây. Trời, màn ba độ đỉnh cao. Khi bạn đam mê dancer nhưng cuộc đời xô đẩy làm cảnh sát kiểu. 11, hết mình. Đấy, cái mà người ta gọi là hết mình vì công việc là đây nè. Làm vì đam mê có khác nha. Nhìn mất sức ghê các bạn ha. Thứ 12, chó lại Phật. Nếu như có kiếp sau, xin cho con thành người nha Bồ Tát ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ 13, gậy ông, đập lưng ông. Thấy chồng đang câu cá thì chị vợ định phi ra đạp xuống hồ thì... Rồi đó, mèo nào sao miễu nào, vừa lòng chưa? Ôi dài ôi, không có đâu. 14 cửa xe. Đi thôi. Ok anh ơi, anh đi quên cái cửa ô tô này, nhặt lẹ. Mười lăm cho bảo. À, có mưa kìa, cô chủ ra tắm mưa đây. Nuôi được con chó báo quá trời báo luôn. Mười sáu thể hiện. Thanh niên thể hiện cái trình khui bia bằng răng của mình. Và bia ngon không anh ơi? Ừ, ngon lắm mày ơi. 17 Titanic. Phiên bản Titanic của người thế hệ công nhân kiểu... Trời lãng mạn quá các bác ơi. 18 Mô tô. Ra đường gặp ngay anh trai có phong cách lái chiếc mô tô đười ơi, khiến cho người xem đúng là không nhịn được cười luôn. 19 Nguy hiểm. Một cảnh tượng khiến cho ai cũng toát mồ hôi hột, thân cây xiên thẳng vào cửa kính ngay chỗ tài xế ngồi. Trời ơi đáng sợ quá rồi, rất may là không có người nào thiệt mạng. 20 đi siêu thị. Ủa, vác cái thân đi siêu thị rồi mua về mỗi củ tỏi làm chi vậy má? Xong ra chợ mua bà nội. Cô Thu Ngân kiểu What the mày đùa với chị mày à? 21 vũ điệu. Vũ điệu hoang dã của bọn sâu róm kiểu anh ơi đến ơi cho em xin thêm tí nhạc với chút ánh sáng nữa nha anh ơi. 22 Hoàng thượng. Ê, dạo này béo lú rồi, phải tập thể dục thôi. Hoàng thượng có khác nha, tập thể dục cũng đáng yêu nữa. 23 Cua gắt. Pha cua gắt của chiếc ô tô đúng đỉnh cao luôn các bạn. Tay lái lụa có khác nha. 24 Cần thủ. Ôi rồi, con cá to quá đi. Tí nữa thì mày chạy mất. Sau khi dùng một tay bắt được thì cần thủ sung sướng nhún nhảy như vừa lập công lớn vậy. 25 múa kiếm. Khi bạn xem phim kiếm hiệp quá 180 phút kiểu anh bảo vệ tòa nhà chung cư có vui tính quá không vợ? 26 rửa bát. Nhà tôi ba đời rửa bát, may quá đến nhà tôi thì không bị thất truyền. Pha rửa bát hơn cả cái máy này của ông anh thật sự đi vào lòng chậu luôn các bạn. Quá ghê gớm. Quý đệ xin hãy nhận với tại hạ một lạy. 27 đi lính. Anh cứ yên tâm đi nghĩa vụ đi, em sẽ đợi anh mà. Và rồi 2 năm sau, anh bộ đội nhận được thiệp cưới. Cô gái năm nào đã trở thành người yêu cũ lại còn sắp chống lại. 28 Doctor Strange. Phù thủy tối thượng Doctor Strange đã có mặt rồi đây. Ảo thật đấy. 29 Sukana. Khi bạn cố hết sức để chữa lợn lành thành lợn que và Sukana. Đồ ăn hại. 30 ngứa mông. Đang đá bóng cái tự nhiên bị ngứa mông mà trời, trông chán ghê không? hy vọng chiếc video này sẽ giúp cho các anh em thêm vui vẻ và phấn khởi nha. Nếu như anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe cái nhẹ nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.